Dạ con đâu rồi? Trời ơi, Quỳnh Sông Lâm. Ok nè, thưa nói tới cái bộ bộ đế đó nha anh em. Đưa cho cha nói chuyện với cậu Chính. Đó. Đấy bộ. Rồi, mấy cái mai ở trong chậu này anh bán sao hả? Ở tận còn không mai bự bự bằng ngón tay tay á. Tảng cao 3,5 m. Ở dưới vườn nè. Một cốt. Ở đâu cao cao á, tên ở dưới vườn nè. Rồi rồi tuyệt vời. Quá quá xa cây. Quá quái. Đợi xuống lại nha anh Tùng.